Thật là làm nhiệt cho những người bạn của Kevin. Đây là những dancer đến từ team Winmate. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn đã đến với mini live show của Kevin Vũ ngày hôm nay. Các bạn có biết không? Những chiếc vé mà các bạn đã mua vào đây đã làm thành một live show rất tuyệt vời của tôi. Và như Kevin đã hứa là Kevin sẽ dùng toàn bộ số tiền bán vé ngày hôm nay để dành tặng cho các bạn trẻ mồ côi. Đó là số tiền 1.025.000 đồng. Rất là cảm ơn các bạn đã luôn ở bên Kevin. Vì em là tất cả, chẳng cần một ai thay thế nữa. Vì em là tất cả. Tên 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 hey. Quên mất. Hai con. Hai con. Con nghĩ xem, bây giờ anh ý đang làm gì nhở? Y đang đọc sách về cuộc đời. Hay là nghe nhạc Beethoven nhở? Vẫn lại đang đi tập võ. Ủa anh chị ạ, chúc anh chị ngon miệng. Em ơi, ngủ xong chưa ạ? Em xin. Em ơi, xinh nhở? Giờ 30 ăn sáng cùng cô Cherry, 9:45 giao lưu trực tiếp, 10:30 đến sân khấu Hoa Vàng, 14:30 gặp nhà sản xuất Kim Thiên Phúc, 16:00 tập gym, 18:00 ăn tối cùng gia đình cô Cherry, 20:30 hẹn gặp anh Tùng Bộ Show bên Quy Kỳ. Mình bỏ bớt mấy cái linh tinh được không anh? Em còn phải sống nữa. Show nào cũng quan trọng hết cưng à. Quỷ show anh Tùng đi. Show anh Tùng là biệt show đó. Ở gì? Biệt show là show lớn đó cưng. Anh hạn chế nói tiếng Anh lại nha. Lớn hay không mà do tên của em, hủy đi. Kevin, cưng thay đổi nhiều quá rồi. Con người ai cũng phải thay đổi hết anh à? Đúng, mình phải thay đổi mới phát triển được chứ. Em cũng muốn thay đổi luôn quản lý á.
cái đêm. Cưng sai rồi. Em cảm ơn nha. Anh cứ về bàn trước đi ạ. Ok, cảm ơn dạ. Em. Chào bà. À, chào chào. Dạ. Bà ăn phần gà nào hả bà? Bà không có ăn thịt. Dạ, không ăn thịt ạ. Ừ. Cho bà nước. Nước bánh. Khoai tây. Khoai tây ạ. Bỏ, trộn lại. À. Dạ, của bà 85 ngàn ạ. 85 ngàn. Dạ. Ừ. Chị ơi, cho em một bánh ở combo 1 này, một nước ở combo 2 với cả một khoai combo 5. Ok. Xếp lại giùm bà đi. Để cháu xếp. Ê, coi chừng gió. Ê. Thôi. Dạ. Không được. Nhớ rồi. Bà thiếu 20. Thôi. Không sao đâu à. Bà. 20 cháu biếu bà. Hả? Cho bà. Dạ không, biếu. Cảm ơn ha. Dạ. Ngon. Bà đi cẩn thận nha. Bà. Bà có làm sao không bà? Cái chân bà có làm sao không? Chắc là không sao đâu. Nhưng mà ba cái đồ ăn đổ trơn rồi. Ba để đấy. Con mua cho bà phần khác nhá. Con mua phần khác thôi. Dạ. Cảm ơn con. Không sao đâu ạ. Bà ơi. À. Của bà. À. Bà ăn ngon miệng ạ. Khoan. Chờ bà một chút. Dạ. Trong những món này, con thích cái nào? Bà tặng con đấy. Tặng con đi ạ? Hả? Con thích cây bút này à? Nhưng nó sắp hết mực đấy. Ừ. Mà nó dễ thương quá. Nó không chỉ dễ thương thôi đâu. Bà tặng con đấy. Con cảm ơn bà. Bà ăn ngon miệng nha. Chào cô ơi, cho con một ổ bánh mì đầy đủ. Dạ, con gửi cô. Rồi, cảm ơn con xin. Cô cho mày đi ra cả đêm quán bia. Em gái, đi đường này không sợ bị cướp hả em? Dạ không, bây nào em sẽ đi đường này. Em đi có cướp đâu anh. Hôm nay có đó.
mày còn khéo hơn tao nữa mày. Được không? À, Mình đang ăn tối mà, bỏ nó xuống đi. Sushi nó đói bụng. Ok ok, đi đi con, đi đi đi. Rồi rồi xong. Anh nên bớt tiếp xúc với chó đi. Ok mình ăn đi cưng, mình ăn đi. Mình ăn nha. Anh đừng ăn chả giò, đồ chiên không có tốt cho giọng hát anh đâu. Cái này cay lắm, nhiều ớt cũng không có khá hơn đâu ha. Em ăn cho. Anh nên uống nhiều nước trái cây thay vì uống rượu. Sắp tới mình sẽ lấn sân qua điện ảnh. Anh nên nghe lời em, sẽ tốt cho anh. Cherry à, anh là ca sĩ, anh chỉ muốn hát thôi, anh không có muốn đóng phim. Em mới nói vậy anh không nghe à? Ok. À quên nữa, em nghĩ đã tới lúc mình công khai mối quan hệ của mình rồi. Sherry à, anh hỏi thật nha, em nghĩ là em có thể sống nếu như thiếu anh trong đời được không? Em không biết em có thể sống thiếu anh hay không, nhưng em biết chắc anh không thể sống thiếu em. Kevin! Anh đi đâu đó? Anh đi toilet. Sao mày cứ đi theo tao mãi thế? Ơ, em không nhớ anh hả? Yeah. Mày vừa nói đấy à? Ừ, biến anh lại thành người đi. Bình tĩnh, nghe anh kể đã. Lâu lâu rồi ta mới nhau, không ngờ lâu 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 rồi.
ơi. Câu chuyện là vậy đó. Em kêu đồ chó thì anh biến thành chó. Giờ chỉ cần em kêu đồ người là anh biến thành người liền á. Đúng rồi, đúng rồi. À, sao vẫn là chó vậy ta? Đấy, không có gì đâu. Đừng có mà lừa tao nữa. Anh có lừa em đâu. Em không thấy. Chỉ mình em hiểu anh nói gì ạ? Thì bởi vì mày có sủa đâu, mày nói tiếng người mà. Nhưng tất cả những người khác đều cho là anh sủa. Thôi đừng có mà nói nữa. Tóm lại là do anh ở đấy. Đáng đời quần đàn áp. Giúp anh đi mà. Thôi được rồi. Ủa, đi đâu vậy? Đi ra ngoài ngủ. Nhưng mà này lạnh lắm. Mình chẳng hiểu gì cả. Nếu con chó này thật sự là tên cướp đó, mình cũng mong nó trở lại thành người. Rồi sau này có đi tù thì sau cũng được. Im coi. Giữ mặt hả? Mày tao với ai vậy? Sao mày? Sao mày lại ở đây? Quên nhanh nhà của em. Không không. Đồ chó, đồ chó. Ê, ê, ê. Đừng có chơi dại nha. Cút đi, đồ chó cướp. Không cần đuổi. Anh sẽ đi. Anh còn phải kiếm cơm. Tôi báo công an cho mà xem. Công an không có rảnh đâu em. Vĩnh biệt cô em. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Đó bán hàng đi. Em chào anh ạ. Em dùng phần gà nào ạ? Cô em xinh đẹp cho em xin với con bổ năm. Của anh hết 80.000 ạ. Em cảm ơn ạ. Này, có tin là chó biết nói tiếng người không? Đang kiểu sao nói được với mình luôn á? Thôi bán đi con ơi. Dạ, tiền dạ. Cho cô đi. Dạ cô gọi những phần nào ạ? Nãy cô tính với con rồi đó. Cô gọi con rồi ạ? Ừ. Của cô hết 415.000 ạ. Cô gọi có mấy món này? Con tính lộn rồi đó. Vì mà hết tới 415.000 lận. Dạ con xin lỗi cô ạ. Xin lỗi cô. Con xin lỗi cô ạ. Nhưng mà có phải vừa nãy là cô gọi phần này này, phần này này, một cái đá sai này này, chỗ này nữa này. Đừng cãi nữa, có măng ở đâu, bắt đền tiền đi. Cô ấy không có tính sai đâu. Ở đâu ra đây, sao mày biết? Lúc nãy con đứng đây thì con thấy rõ ràng là cô chỉ, cô bảo là lấy này. Lấy cả một tờ giấy thì 400 mấy là đúng rồi. Này Bân thì mày đền đi. Thôi bây giờ thì cô nhận tiền cho con nhé, con xin lỗi cô nhé. Anh Kevin ạ? Anh Kevin?
Thật là anh Kevin nữa à? Cảm ơn cô em xinh đẹp nha. Ăn về đây. À, ngon lắm. Gà đâu? Gà nào? Gà rán. Cánh gà chiên nước mắm hả? Gà rán. Ừ thì gà rán. Cherry nói á, gà rán là thức ăn nhanh nhẹn, không tốt cho sức khỏe, cho nên mới mua thức ăn lâu lắc cho Kevin ăn nè. Đây, bào ngư di cá, hồng sâm kỳ tủ ngon nhất Vịnh Bắc Bộ, hầm đúng 12 tiếng đồng hồ á, chắc chiêu lý tinh túy. Kevin ăn đi. Anh em về ăn hết luôn đi. Bây giờ tới chuyện ăn uống cũng quản lý tôi luôn là sao vậy? Kevin, Kevin, con sai rồi. Một ngày tuyệt diệu, anh ấy đã chạm vào tay mình. Giây phút đó chắc không bao giờ mình quên được. Nhưng nghĩ tới tên cướp và cả con cún hôm qua nữa, mình lại thấy sợ. Có khi nó là người hoa thú. Nếu gặp con chó cướp đấy một lần nữa, chắc chắn mình phải tìm cho ra nhẽ. Mày ở đây làm gì nữa? Em ác độc lắm. Tối qua anh đang ngồi ăn cơm thì bầm một cái lại nằm dưới gầm bàn à. Thế thì càng chả liên quan gì đến tôi cả. Hôm qua tôi có gặp anh đâu. Nhưng chị em mới nghe được anh nói gì thôi. Đúng đấy. Thế thì suy ra chỉ có tôi mới biến anh thành người được thôi, đúng không? Đúng quá chứ còn gì nữa. Nhưng mà cũng còn tùy. Tùy gì hả ma? À mà anh tên là gì đấy? Chứ cứ gọi chó hoài, nghe cũng kỳ lắm. Tên chứng minh là Mít. Tên giang hồ là Mít Chọt. Tên Facebook là Mít Tố Nữ Hộp Lép. Cô muốn tên nào? Mít. Ê! Anh phải ngoan nha, không được phá phách, biết chưa? Không được chơi mèo hàng xóm, không được ra đường. Quanh đây à, nhiều quán kỳ tơ lắm, biết chưa? Rồi em sẽ biến anh thành người hả? Còn lâu. Vậy em còn muốn anh làm gì cho em? Anh không làm được đâu.
Anh còn phải nuôi người thân, anh cần phải là người. Bây giờ em cứ nói đi, bất cứ cái chuyện gì cũng được hết á. Em muốn làm bạn gái của Kevin Vũ. Kevin Vũ? Cái thằng hát nhạc chợ đó hả? Còn anh mới ở kia ấy, người ta là ông sao canh nhạc. Có mọi có giúp được không? Hey, trời ơi, cái này khó quá. Em nghĩ là không khó đâu. Em nghĩ là anh ấy thích em thật ý. Anh nghĩ mà xem, làm gì có chuyện ngôi sao ca nhạc mà phải tự đi mua và dán, đúng không? Thế xong rồi gặp chuyện lại còn giúp em nữa. Chỉ có thể là thích em thôi. Anh làm gì đấy? Tè. Bộ chưa thấy chó đi tè ha. Đàn bà con gái người ta ở trong này chưa từng thấy ai mất lịch sự như anh cả. Đám chó là đáng lắm. Không có con chó nào tè lịch sự bằng tôi đâu. Yeah. Bán cả ráng cũng đi event ha. Còn quan trọng hơn cả đi event ý. Hôm nay em sẽ gặp anh ý. Nên trang điểm hay là để mặt mộc thôi? À, em nghĩ ra rồi. Em sẽ mặc váy để khoe chân và cười nhiều để khoe răng. Ta ta. Tốt nhất em nên biến em thành người. Vô ích thôi, hãy đem anh theo. Mấy thằng sao á rất thích mấy bé gái nuôi thú cưng. Em không cưng kẻ cắp. Anh á chỉ có ở nhà thôi. Bộ em không sợ anh ta có bồ rồi hả? Chó thì làm sao mà hiểu được chuyện người chứ. Biến ra đi, cho tôi thay đồ. Ta-da! Anh Kevin, em có nhớ em không ạ? Em ở tiệm gà rán rồi. Em đến để cảm ơn anh ạ. Nhớ rồi, em bán hột sòn ở chợ Kim Biên đúng không nè? Bữa ghé mua hột sòn em dạ tặng đi hột é đó. Em bán gà rán mà. Đây là món quà đầu tiên em tặng anh Kevin. Ừ, thì em bán gà rán, anh biết mà. Chiều nay á, Kevin có một cái event. Có gì á, cứ em ai cho ảnh nha. À, hoặc em inbox vô cái fanpage 18 triệu like của ảnh cũng được. Dễ nha cưng, dễ thương quá à. Năm sau ảnh trả lời, con điên. Anh mới điên á. Tôi đã gặp cô tiệm gà rán rồi. Cô đàng hoàng hơn nghĩa nhiều. Anh giỡn mà cưng. Ly, em làm sao vậy? Bộ có chuyện gì hả? Có gì cứ nói anh nghe đi. Tại thằng ca sĩ phải không? Anh đã nói rồi, ai biểu em không tin anh. Anh ấy quên em rồi. Mà cũng đúng, làm gì có gì để mà nhớ đâu chứ. Nhưng mà em là một cô gái tốt. Mà người tốt sẽ luôn gặp may mắn. Có phải mít không đấy? Anh làm chó coi bộ cũng dễ thương hơn đấy nhỉ?
Bộ nhìn anh phiên bản người dễ ghét lắm hả? Đương nhiên rồi, nhưng mà cũng còn đỡ hơn anh ta. Em đi với anh một chút nha. Đi đâu thế? Này, sao bao nhiêu nghề anh không làm mà lại đi làm ăn cướp thế? Đời anh nói vậy á, làm đủ thứ nghề nhưng bị đuổi hoài. Chạy xe ôm không có đủ tiền nên túng quá đi ăn cướp. Mà làm như có năng khiếu em ơi, tổ đãi lắm. Vâng, tổ đãi, thế cho nên bây giờ mới thành chó đấy. Em không sống trong hoàn cảnh của anh, em không biết đâu. Ông nội của anh đó, ông nội anh bị liệt 5 năm nay rồi, nhưng mà ông vẫn nghe nói được. À vậy. Dạ, con chào ông ạ. Con là Ly, bạn của anh Mít ạ. Anh Mít có nhờ con mang cơm qua cho ông. Hôm nay nó trực khuya hả con? Dạ vâng ạ. Anh Mít làm cùng chỗ với con ạ. Ông ăn cơm ông nhé. Con là bạn gái của thằng Mít hả? Từ lúc bị tai biến, ông của anh yếu lắm. Anh rất là lo cho ông. Ông là chỗ dựa duy nhất của anh. Em tưởng anh mới là chỗ dựa của ông chứ. Không, anh lúc nào cũng làm cho ông buồn. Nếu mà không có ông á, chắc anh còn tệ hơn bây giờ nữa. Hình như ai cũng cần có một người để hướng về những lúc khó khăn. Ừ, ông luôn muốn anh có bạn gái. Ông lúc nào cũng nhắc cái chuyện này hoài. Chả có cô gái nào muốn có bạn trai làm ăn cướp đâu. Mấy cô gái bây giờ á, chỉ yêu mấy anh ngôi sao đẹp trai thôi. Em không yêu anh Kevin bởi vì anh ấy là ngôi sao. Em yêu anh ấy bởi vì em thấy được sự say mê của anh ấy khi ca hát, sự chân thành của anh ấy đối với mọi người xung quanh. Và bây giờ thì em biết được một điều nữa, là anh ấy có đôi bàn tay rất ấm. Ê, bây giờ anh sẽ giúp em, nhưng mà em phải biết anh thành người đó. Em thấy ông nội của anh đó. Ông nội của anh ấy cũng không muốn anh đi ăn cướp đâu. Anh sẽ không làm ăn cướp nữa. Anh sẽ tìm một công việc ổn định hơn. Nhưng trước tiên, anh sẽ quay lại làm xe ôm. Nói thật nha, em cũng không biết làm thế nào để biến anh thành người cả. Giỡn dai quá nha. Em không giỡn. Em không hiểu như nào tự nhiên anh lại người thành chó, xong chó lại thành người cả. Nè, anh sẽ giúp em kết tình với Kevin Vũ, rồi em biến anh thành người mãi mãi, ok? Anh đã nghiên cứu rất kỹ. Kevin Vũ rất thích nuôi thú cưng, đặc biệt là chó. Đi đâu anh ta cũng mang một con chó lông xù theo. Mỗi buổi chiều thứ ba hàng tuần, anh ta thường dắt nó đi dạo. Anh sẽ dụ con chó cái đó chạy theo anh. Kevin Vũ sẽ đuổi theo và gặp em. Cuộc làm tình, ý lộn, làm quen tình cờ này hy vọng sẽ gây ấn tượng mạnh với anh ta. Nếu em thật sự dễ thương, anh ta sẽ hẹn em một lần khác nữa. Khi nào anh xong việc, em biến anh thành người nha. Đuổi nó đi, nó lấy chiếu qua sushi. Nhà nên đi ra con. Ghê quá, đi. Hù tao hả mày? Hey, hey. Ghê quá, nó cắn sushi kìa.
Anh cũng không có ngờ tới cái việc nó lại là một con chó đực mà lại còn giữ nữa. Mày phải ăn cò vỏ đấy nhờ. Cái gì? Em chọc anh đó hả? Anh nói rồi đó, anh không có giúp em nữa đâu. Ê, nhiệm vụ chưa hoàn thành mà. Bộ em không thấy anh xém chết hả? Nhưng mà bây giờ ổn rồi mà, đúng không? Thôi bây giờ anh nghỉ ngơi đi. Nhưng mà em nói đây, anh phải giúp em thì mới thành người được, nhớ chưa? Kế hoạch tiếp theo là gì bây giờ? Kế hoạch bây giờ là em phải sang chăm sóc ông nội cho anh. Còn anh, anh đi ngủ cái. Được rồi, ngủ đi. Hồi nãy là mình spoil rồi, bộ đứng yên luôn, phải cho bạn mình skill, ok? Mình đang mít, thì đó phải là tỉnh luôn, ok? Thức khuya quá đó anh trai. Thôi, hôm nay mình nghỉ đây, mọi người rút. Thôi anh đi trước nha. Anh có biết anh vừa gây ra chuyện gì không? Anh có biết dự án điện ảnh này nó lớn tới cỡ nào không? Nhưng nó không phải là âm nhạc. Anh vừa đạp đổ công sức của biết bao nhiêu người trong ekip suốt 2 tháng vừa qua, anh biết không? Cherry à, ngay từ đầu anh đã nói rồi, anh không có thích. Em đang xây dựng hình ảnh cho anh. Thích hay không, anh không có quyền. Em coi anh là cái gì vậy? Là một ngôi sao. Là người yêu của em. Hay là đồ chơi? Em đang điều khiển anh, em biết không? Chưa bao giờ em quan tâm gì đến cảm xúc của anh hết á. Không quan tâm. Vì ai là người lo cho anh tất cả mọi thứ từ trước tới giờ hả? Suốt bao nhiêu năm qua, anh sai rồi. Phải, anh là một thằng mồ côi, được gia đình em đưa về giúp đỡ và ưu ái nhiều thứ lắm. Anh không bao giờ dám quên những thứ đó đâu, Cherry à. Em xin lỗi. Em sai rồi. Sao tụi mình cứ phải thế này hả em? Mình không thể nói chuyện và yêu nhau như người bình thường được sao? Hả? Đừng như vậy nữa được không? Vậy mày đám cưới ha? Hết giận rồi phải không?
để ngày mai họp báo xin lỗi mọi người nhé. Thôi tùy em. Con sẽ cố gắng sống đàng hoàng. Con sẽ có bạn gái. Ông yên tâm nhau. Sao rồi? Chừng nào tao chết? Trời đánh mày mới chết. Yên tâm đi, mày sống dai lắm. Ủa gì sao tao nhức đầu hoài vậy? Làm gì cái kiểu của mày? Phải ăn uống thất thường hỏi sao không bệnh. Đây nè, mỗi lần nhức đầu chóng mặt á thì uống cái này vô, rồi ngày mai về lại đây đi để tao xét nghiệm máu cho. À, rồi cái vụ live show ca nhạc thì của mày đó tới đâu rồi? Ngon là lắm nha, năm nay làm hoành tráng đó. À, bữa nhớ ghé nha. Vé mời đâu? À, bán vé rồi đó, nhớ mua nha. Cảm ơn lọ thuốc. Mình đã gây ra chuyện gì với Mít sao? Anh ấy cứ tin là mình có phép thuật biến anh ấy thành người. Chỉ trừ cái hôm ăn cướp ra thì Mít là một người đàng hoàng đấy chứ. Nếu mình có phép thuật thì đã giúp anh ấy thành người từ lâu rồi. Đây sẽ là lần cuối nâng cấp. Không có tiền, anh không giúp em được. Ngày nay thấy mấy trò đâu ngoại? Đừng nhắc tới anh đó nữa, nó chán lắm. Anh em mà bỏ nhau không? Nó bỏ thì không bỏ, nhưng mà tao không biết dạo này mà nó đi đâu thiệt tình. Ê! Gì mày? Nó chọt! Nó chọt kìa! Yeah! Thiệt là hôi quá đi nha. Hình như có mùi nông cuốn mày. Nông cuốn hả? Ê! Tụi này tưởng đâu mày bỏ tụi này luôn rồi chết. Chuyện dài lắm mà tao cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng mà tao có chuyện rất gấp á, cần tụi mày á. Dạ tất cả cái gì biết chọc. Ê kìa, đi rượu tụi mày. Ở ngoài nó còn đẹp trai hơn trong hình mà. Chứ sao, ở ngoài nó đẹp hơn chứ sao. Ghen, ghen, ghen. Thôi tao thôi nó. Nó hỏi mày tê.
Tao thấy tao với mày có lỗi với Kevin Vũ á. Tao thấy cũng vậy á. Mày mà thôi kệ. Tụi mày nhìn đường như tao coi. Mở cửa, mở cửa. Ở vô đi. Có điều gì đặc biệt trong live show này không anh Kevin? Tôi sẽ cho ra ba ca khúc mới và song ca cùng với ba ca sĩ khách mời đến từ Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài ra có còn điều gì đặc biệt hơn nữa không anh? Nếu mà đặc biệt hơn thì hay là mọi người muốn tôi đáp máy bay trực thăng xuống dưới sân khấu? Tôi nghĩ là trong live show lần này điều đặc biệt nhất mà tôi dành cho khán giả của tôi là âm nhạc. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Thưa quý vị, chương trình sẽ được trực tiếp các kênh truyền hình lớn của cả nước vào giờ vàng. Cuối chương trình sẽ là giây phút mà hàng triệu người quan tâm, đặc biệt là các em út, các fan nữ. Đó là Kevin Vũ sẽ công khai người tình bí mật của mình. Chưa hết, còn một tin nữa mà tôi chỉ nói cho nhà báo biết thôi nhé, người thường không biết. Một tin rất thu hút cho ngòi bút của phóng viên. Đó là sẽ có một đám cưới oanh tráng vào đầu năm sau. Có phải đó là cô ca sĩ Minh Hà không? Hay là người mẫu Kiều Khanh? Hay là nghệ sĩ Muốn Ngọc Thủy? Còn tin đồn quay về với người yêu cũ. Có phải là người mẫu ca Lý Nguyễn không anh? Sorry mọi người, mà mình đi ngay chạy. Thưa quý vị, tôi sẽ thay mặt Kevin để trả lời những câu hỏi của quý vị ạ. Đi đi Chiến. Mấy người là ai vậy? Ê! Dạo này mất ngủ lắm phù. Chạy đi mày. Đạp ra hoài, không có tới. Vậy mày chạy đi. Tao khác gì nó. Em ơi, chị đi mấy người ạ? Em xong chưa? Một người ạ, một người mình dùng combo 1 ạ. Combo 4 hoặc combo 5 ạ. Combo 2 và số 1 nhé. Em bảo này combo 5 á, nó thêm 5.000 thôi mà chị thêm được một miếng gà với cả một phần khoai nữa. Còn xem 5 gà giúp anh nhé. Dạ vâng ạ. Ok, chị cứ về bàn trước đi ạ. Xong rồi chị có người mang ra. Chị anh giúp chưa? À, anh ơi em bảo này, hay là mình tuyển thân nhân Việt Nam đi anh ạ. Ờ, anh đề nghị rồi, chờ sếp duyệt thôi em. Dạ vâng. Chị ơi, xác cho em cái này nhanh đi. Xong cái này phải không anh? Hát ba cái nhạc thị trường cũng nổi tiếng hả? Cái gì? Không trả lời hả? Khi vậy? Khi vậy? Lục tung tất cả lên tìm anh ta. Bắt đầu bất kỳ rồi. Đã đến lúc phải thay thế bằng một ngôi sao khác ngoan ngoãn hơn. Tôi yêu anh ấy. Anh biết Cherry mà. Cherry có thể khống chế mọi thứ, kể cả con tim, kể cả tình yêu. Anh đã tìm một số option khác thay thế. Cherry xem đi. Đây, 1m75, 6 múi. 1m76, 2 cụt. 1m77, 4 cụt. Thôi dẹp đi. Ê, bây giờ mày đánh tống tình nó bằng cách nào? Cái gì vậy? Cái gì? Chuyện gì? Mày làm gì vậy? Gì vậy? Mày làm gì vậy? Mày điên hả? Tao nói với tụi mày rồi, là tao giúp con nhỏ thôi. Ủa, cái đó nó làm chuyện tốt mà. Cậu không biết nói sao cho hai anh bảy hiểu. Nói chung là hành vi xấu, mục đích tốt. Ghê ghê, thông minh. Giờ sao? Tiền đó. Tiền gì? Thôi, tiền bạc đối với tao không quan trọng. Tụi tao không lấy đâu, mày giữ cho ông đi.
Hai bay á, đi xuống trả xe cho người ta đi. Rồi còn cái thằng tài xế trong cái xe rác nữa. Ờ, quên đó. Ờ, được. Ok. Yeah. Hôm nay ông vui lắm. Sáng nay thằng Bích nó có về nhà, kể nhiều chuyện lắm. Nó nói đã có công việc ổn định rồi. Anh biết thành người từ bao giờ đấy ạ? Con nói gì à? Ông không hiểu. Dạ không ạ. Thế anh biết có kể chuyện gì nữa không ông? Nó nói là đã tìm được bạn gái rồi. Cách mô tả của nó là nó nói tới con Lia. Chắc không phải đâu ông ạ. Đúng mà. Làn da trắng nè, người gầy gầy, đặc biệt là có trán dồ và có nụ cười bừng sáng. Đúng con mà. Con không thích cháu trai của ông sao? Nó là người đáng thương lắm. Chỉ đáng tiếc là nó không được gặp Mai trên cuộc đời. Cả cái việc phải nuôi ông cũng là điều không may rồi. Ông đừng có nói thế mà. Có ông thì anh Mít mới ngoan được như thế. Vậy là con ân nó rồi phải không? Thực ra thì con có bạn trai rồi ông ạ. Vậy là thằng Mít lại không gặp may rồi. Chào chú. Chào cô. Dạ. Dạ gì hai con? Dạ vâng ạ. Vì em là tất cả, chẳng cần ai tê tê nữa. Vì em là tất cả. Gửi em thằng ca sĩ, đừng biến anh thành chó lại nhé. Xấu. Anh bình tĩnh. Bây giờ em sẽ tháo chói cho anh nhá. Cô là cái cô gái bán kẹo chiên chiên phải không? Ơ, anh vẫn nhận ra em à? Tại sao lại nghĩ ra cái trò bắt cóc vậy hả? Em chỉ muốn gặp anh thôi. Xong rồi em bảo với bạn của em ấy. Xong rồi, xong nó nghĩ ra cái trò nghịch dại này. Chứ em có nghĩ ra đâu. Em xin lỗi. Không phải xin lỗi là sao nghĩ rồi đâu. Chứ phải làm gì ạ? Tôi đói bụng, nấu gì ăn đi. Hả? Xanh rất cao, bao nhiêu đám mây khẽ trôi.
xôn xao từng nhịp bước chân, làm một thế giới thật tuyệt vời, những phút giây thật tuyệt vời được sánh đôi cùng với em như vậy thôi. Và thật may mắn khi bên đời đã có em luôn tươi cười, chỉ muốn gần bên cạnh em yêu sớm tối. Ngon quá, lâu lắm rồi chưa được ăn ốp la đó. Cảm ơn em nhé. Anh dễ gần hơn là em nghĩ đấy. Cũng không hẳn vậy. Tại anh thấy em là người tốt. Sao anh biết em là người tốt ạ? Anh theo dõi em mà. Anh theo dõi em từ bao giờ ạ? Ngày nào mà anh chẳng mua gà rán ở tìm em. Em cứ tưởng người nổi tiếng không thích gà rán cơ. Trời, em có cái đĩa này luôn á hả? Cái đĩa này là cái đĩa đầu tiên của anh luôn, lúc anh chưa nổi tiếng luôn, bây giờ làm gì còn. Cái gì của anh em chả có, có mỗi anh là em không có. Em tên gì? Em tên là Ly. Em thích anh không? Không ạ, em chỉ là fan của anh thôi. Em có thích anh mà. Mai mốt đừng có bắt cóc tôi nữa nha. Em sẽ không bắt cóc anh nữa đâu. Em muốn anh tự đến cơ. Em tự tin quá nha. Anh cũng thích em đúng không? Xem qua đây vậy hả? Anh đâu cần biết đâu, chỉ biết là tối nay em ở lại đây được rồi. Em sao vậy? Hay là bữa nay thôi nha, anh hơi mệt. Cười gì vậy? Không có gì anh. Em không có đùa với anh nhé. Anh đã nói là hôm nay anh mệt, anh không có muốn. Hay là hôm nay em đến một mình nha. Em về nha. Em sao vậy Sherry? Hả? Ơ sao anh lại biến được thành người? Ai biết? Mà kết quả làm sao rồi? Vui lắm. Em với anh ấy nấu cơm xong rồi ăn với nhau nữa. Anh ấy dễ gần hơn là em tưởng ấy. Anh đừng có lo, nếu mà anh cứ ngoan như thế này em sẽ không bao giờ biến anh thành chó đâu. Anh không có lo, mà anh lo cho em. Nó là ca sĩ nổi tiếng, em đọc báo rồi em phải hiểu chứ. Ca sĩ nổi tiếng thì không bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Anh đừng có nói như thế mà. Anh ấy nghiêm túc, em có thể cảm nhận được điều đấy. Em cảm nhận được. Anh nói cho em biết, nó mà lừa em á, anh không có để yên cho nó đâu. Anh mà dám động đến Kevin của em ý, em sẽ biến anh thành chó đấy, biết chưa?
ta ăn cướp như anh á thì không có xứng với em. Anh đi về. Nhìn lại mình đi, dù cho anh ấy có độc thân á thì cũng không bao giờ tới lượt mày đâu, đừng có mơ. Ngôi sao ca nhạc và cô nàng bán gà rán chỉ là câu chuyện cổ tích. Con chào ông ạ, ông dùng phần gà nào ạ? Ông còn dùng thêm gì nữa không ạ? Em vui không? Em hỏi này, sao anh lại thích ăn gà rán thế?
Tại vì đây là món ăn cuối cùng mà được ăn trước khi anh được đưa vào trại mồ côi. Ơ, em tưởng ba mẹ anh giàu mà. Làm gì có. Toàn theo vợ thôi. Anh không hạnh phúc như họ miêu tả đâu. Anh chưa bao giờ có một gia đình cả. Tới bây giờ anh vẫn giống như nhiều đứa trẻ khác. Thật không hiểu là tại sao bố mẹ mình lại bỏ rơi mình nữa. Em có biết ước mơ lớn nhất của anh là gì không? Là được ăn gà rán. Là được hát. Anh đã phải từ bỏ rất là nhiều thứ chỉ để được hát đó. Thế anh có biết ước mơ lớn nhất của em là gì không? Là được bán gà rán hả? Anh sai rồi. Em nói đi. Là cho giây phút này được kéo dài mãi mãi. Vậy mình lưu giữ nó lại ha. Mà cách nào ạ? Để nó trong này. Anh sẽ cho em đến một nơi rất là đặc biệt. Anh dẫn em đi đâu đấy? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Ta-da! Đây là nơi bí mật của anh. Anh mua nó từ một người bạn kiến trúc sư. Đẹp không? Chỗ này trông quen lắm. Em nhìn thấy ở đâu rồi ấy? À! Rất thoải mái và tự do. Qua đây. Ê! Xin lỗi em. Đây là những vật kỷ niệm. Tất cả những nơi mà anh từng đi qua. Có cả những bí mật nữa. Còn lâu. Ngồi đây, ngồi đây. Em sẽ là vị khách duy nhất của ngày hôm nay. Welcome to phòng trà Kevin. Kính chào quý khách. Chào mừng quý khách đang đến với chương trình âm nhạc yêu cầu chỉ dành cho một người nghe. Xin mời quý khách yêu cầu. Xin cảm ơn. Chúng tôi đã biết. Chúng tôi xin được phép hát luôn. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn. Em nhớ ra rồi. Tất cả những thứ này là những thứ mà em đã tưởng tượng ra ở trong nhật ký của em ấy. Còn thiếu mỗi cái nữa là đi xe đạp ở trên con đường lộng gió thôi. Em có đang lắng nghe anh không vậy? Hả? Có chứ ạ. Anh hát tới đoạn nào rồi? Alo. Bạn đang ở đâu vậy? Ở nơi tình yêu bắt đầu. Tới chỗ mình ngay nha. Sao vậy? Xin vé live show hả? Bữa nay tôi vui, tôi vô 10 vé luôn nha. Không phải vậy. Tới gấp nghe. Anh phải đi bây giờ ạ.
mình vẫn còn phải chờ một vài xét nghiệm nữa. Mày biết rồi đó, y học bây giờ tiến bộ lắm. Mình có rất nhiều cách để điều trị. Không phải là bệnh nhân, tao là bạn của mày. À thì đúng là mình phát hiện hơi trễ, nhưng nếu mày tích cực điều trị thì chắc chắn thành công. Mà nếu như không thành công thì sao? Anh ơi, đi không? Dạ có. Ông nội bảo anh ở đây từ sáng đấy à? Ở đây được cuốc nào chưa? Anh thấy không hợp với ngày này thế nào á? Sáng giờ không được cuốc nào hết trơn. Tự nhiên nhớ ngày cũ quá em ơi. Ta-da! Anh đi với em nhé. Ở lúc ổng công bố tin đích thực xong á, người ta bu vô em mà anh làm cái gì? Anh đứng trang trí hả? Nhưng mà em không muốn đi một mình mà. Anh đi với em đi. Nhóc, nhóc. Anh có đồ đẹp để mặc chưa đấy? Ừ. Để anh đi mượn bạn. Tới giờ rồi, đi thôi cưng. Cherry có nhắc cái vụ tuyên bố đám cưới đó. Cứ thế trôi qua miên man riêng anh một...
mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư nở. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến từng yêu anh, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Không biết là đêm nhạc đêm nay có làm cho quý vị hài lòng không ạ? Xin cảm ơn. Thực ra thì tôi dành cả cuộc đời tôi hát những bài hát tình ca. Nhưng thực sự, để biết cách yêu và sống trong tình yêu một cách trọn vẹn quả là một điều khó khăn. Cuộc đời tôi không có may mắn để gặp nhiều người yêu thương mình. Nên tôi nguyện là nếu một người nào đó làm cho tôi yêu, tôi sẽ yêu nhiều lắm. Yêu rất chân thành, yêu một cách thật ngây thơ. Quý vị có biết không? Đứng trên sân khấu như thế này, với những ánh đèn lung linh, những tiếng vỗ tay, nhưng chỉ vài phút sau, tôi về đến nhà. Tôi sẽ lại đối diện với bốn bức tường, cô đơn, và chỉ toàn bóng tối. Và tôi có nghĩ là cuộc đời mình sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng tối đó. Cho đến khi em xuất hiện, em đã mang đến ánh nắng ấm áp cho cuộc đời của tôi. Tôi rất là biết ơn em. Tôi cảm ơn em đã mang đến cho tôi nụ cười, mang đến cho tôi ánh nắng của cuộc sống. Vậy tôi biết như thế nào là yêu. Chỉ cho tôi biết phải sống vì một người là như thế nào. Nhưng thưa quý vị, biết ơn và yêu thương là hai điều hoàn toàn khác nhau. Thật đau lòng khi có những người cứ ngộ nhận cả hai là một. Nhưng riêng tôi, Kevin Vũ, tôi sợ lắm. Ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu với quý vị người yêu của tôi, người yêu duy nhất của tôi. Và đó là âm nhạc, là quý vị khán giả. Và sẽ không có một cô gái nào cả. Tất cả chỉ là âm nhạc. Xin cảm ơn.
Anh ơi, đi ăn chung với tụi em anh, nha. Đi ăn đi chung đi với tụi em anh. Đi. À, thôi tụi em đi ăn đi, bữa nay thêm mệt. Vậy tụi em về trước ha. Thôi, đi đi. Coi tôi là cái gì. Trời đất ơi, Kevin à. Thật ra Cherry làm như vậy là đúng rồi. Em sai rồi. Em chưa ăn gì 2 ngày rồi. Bộ không muốn sống nữa hả? Em tính đi đâu vậy? Em không thể quên được anh ấy nếu em cứ ở đây. Em sẽ đi đến một nơi nào đấy thật xa. Em không có đi đâu hết á. Anh để em yên đi. Em mệt mỏi lắm rồi, anh cũng đi chỗ khác luôn đi. Thằng chó đó. Rồi sao em không biết nó thằng chó luôn đi? Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, em không có phép thuật. Anh đừng có làm phiền em nữa. Anh không hiểu được luôn đó. Nó có gì tốt mà sao em khổ vì nó hoài vậy? Vì em yêu anh ý. Em ngu, được chưa? Anh sẽ giết nó. Anh mà đầu vào anh ý, em sẽ biến anh thành chó đấy. Anh thách em nữa. Vậy là sao? Anh muốn chọc cho em điên anh mới chịu phải không? Chỉ đơn giản là anh muốn có một cuộc sống khác. Em lấy lại tất cả những gì em muốn đi. Em chỉ muốn anh là một ngôi sao thôi. Anh nghĩ nó không có hợp. Em tìm người khác đi. Anh mệt mỏi lắm rồi.
Anh đang stress lắm phải không? Nếu anh mệt thì nghỉ ngơi một thời gian ha. Mình đi du lịch đi. Anh muốn đi đâu? Đi Hawaii nha. Hay đi Pháp? Hay đi Ý? Hay muốn đi leo núi? Anh nói đi, trả lời em đi. Anh, không muốn đi đâu hết Cherry à. Anh nghĩ là mình đã yêu một người khác rồi. Xin lỗi em. Sao anh có thể nói vậy? Anh có biết mình đang nói cái gì không? Ok, em biết mình rất là phiền. Em cũng biết anh đang rất mệt. Nhưng anh đừng có nói dối với em như vậy chứ. Anh nói thật đó Cherry. Đã bao nhiêu lần rồi? Đã bao nhiêu lần anh năn nỉ em làm ơn, em làm ơn để cho anh yêu em? Sao em không làm như vậy? Trong tình yêu anh cần nhất là sự đồng điệu. Và anh tìm được điều đó chỉ có ở cô ấy thôi. Anh xin lỗi. Vô ơn, vô hậu, vô hậu. Cherry ái cưng quá nhiều. Nếu là anh đã cưng ra được lâu rồi. Cưng luôn luôn sai Kevin à. Anh không cần phải nói với tôi như vậy đâu. Cherry luôn luôn là ân nhân của tôi. Em không muốn làm ân nhân của anh. Em chỉ muốn làm người yêu của anh thôi. Nhưng em không thể yêu một thằng sắp chết được. Đó là những lời giả dối. Kevin Vũ đã cố tình nói vậy trong live show. Anh ta không muốn em phải đau đớn. Anh ta sắp chết rồi. Cái gì? Ai chết? Anh nói từ từ thôi. Sao anh lại thành chó rồi thế này? Anh Kevin Vũ ạ. À, Kevin không có đây cô ạ. Anh có biết anh Kevin ở đâu không ạ? Tôi cũng không rõ nữa. Kevin không nói cho tôi nghe. Tôi chỉ là người trông coi nhà cho Kevin thôi. Xin lỗi cô nha. Cô gái đó là ai vậy?
là một cô gái tuyệt vời. Vậy là cậu yêu cô ta nhiều lắm đúng không? Chưa bao giờ yêu nhiều như vậy. Và cũng chưa bao giờ tôi muốn sống mạnh mẽ đến như lúc này. Anh Kevin vẫn đang ở trên phòng đúng không ạ? Em xin anh cho em gặp anh Kevin một phút thôi cũng được. Hiện giờ tâm lý Kevin đang xáo trộn lắm. Cậu ấy cần phải bình tâm trở lại để sẵn sàng bước vào ca mổ sắp tới. Trời mưa lớn lắm mà đó. Thế giới bé thế nào, mình gặp nhau có phải muôn đời. Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên. Bài hát với những mơ mộng, bài hát với những hy vọng cho đời ta chút vui, cho đời ta chút thương. Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời. Dòng người vội vàng qua, người sẽ đứng nơi đâu chờ ta, chờ giữa quãng xa ven đường, chờ cuối góc phố năm nào. Xin chờ ta chút thôi, chút thôi. Anh Kevin, mày phải trở lại nha. Tao có một bài hát mới viết tặng riêng cho mày đó. Cố lên nhé. Cố gắng lên nha anh. Cô quay xe lại cho tôi nói chuyện tí nha. Dạ. Yeah. Kevin, mạnh mẽ lên. Cảm ơn anh. Anh không được phép chết. Đấy là mệnh lệnh. Tuân lệnh. Sắp tới giờ mổ rồi đó anh. Cô đưa tôi đi đi. Sao em đã vì anh làm tất cả mà vẫn là không đủ? Đừng khóc Cherry, em là người phụ nữ mạnh mẽ mà. Anh không muốn thấy em như vậy. Đứng lên đi Cherry. Nè, đứng lên đi. Cảm ơn em vì tất cả. Xin lỗi anh. Anh có còn chờ ai nữa không ạ? Kevin chuẩn bị vào mổ rồi. Em ngồi mày hát cho em nghe mà. Cô đẩy xe đi nhanh nhỉ. Hãy hứa sẽ mãi bên ta.
sau khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây ôm lấy người, đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người. Anh ấy sẽ sống. Bác sĩ Quang nói với em, trong y học đôi lúc cũng sẽ có những điều kỳ diệu xảy ra. Mày cần phép thuật của em đâu, ra ông mang ra giúp anh ta. Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, em không có phép thuật, cứ toàn là anh tự nghĩ ra ấy. Tự nhiên anh biến thành chó, rồi biến thành người, rồi thành chó hả? Chắc chắn em đã làm cái gì đó. Đúng là có những điều xảy ra em cũng không thể nào mà hiểu được. Như cái quyển nhật ký của em chẳng hạn nhá, rõ ràng là em chỉ biết ra thôi, mà nó xảy ra y như thế luôn. Ví dụ như em tưởng tượng ra em đi chơi thuyền với anh Kevin, rồi anh ấy đưa em đến một nơi bí mật, xong đạp xe trên con đường lộng gió nữa. Tất cả đều trở thành sự thật. Đâu, cho anh xem với. Anh tên là gì? Kevin. Kevin Vũ. Đây là đoạn em gặp anh Kevin này. Anh ấy sẽ hát cho mình nghe. Mình cùng đạp xe với anh ấy trên con đường lộng gió. Lật lại chân trước cho anh coi coi. Còn đây là ngày đầu tiên em gặp anh này. Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên anh muốn gặp là ai? Có hai lần em muốn anh thành chó thì anh thành chó. Một lần muốn anh thành người thì anh thành người. Cuốn sổ này phải có phép thuật. Nhưng mà em dùng quyển này một năm nay rồi, làm gì có cái gì đâu chứ. Rõ ràng mọi điều em viết đều thành sự thật mà. Lật lại, lật lại. Sao mấy cái trang này lại có hai màu mực? Thì tại vì bút cũ của em hết mực chứ còn làm sao nữa. Hay là do cái bút? Bút á? Cái bút này á? Em mua nó ở đâu? Cái này của một bà lão cho em thôi mà. Là nó. Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, khi anh cướp đồ của em, anh bị dính mực cây bút vào tay, rồi em chửi đồ chó, anh thành chó. Rồi lần gần nhất em ném nó vào người của anh thành chó thật ngay sau đó. Nhưng mà có những lúc em chỉ viết ra thôi mà nó cũng thành sự thật mà. Điều kỳ diệu chính là mực của cây bút. Viết đi, hãy giúp Kevin Vũ sống, nhanh lên. Nếu mi có quyền năng thì dòng chữ này hãy giữ lại mạng sống cho chàng. Đang xảy ra nữa. Kevin đứng lên đi lại được rồi. Kết quả xét nghiệm, căn bệnh đã biến mất hoàn toàn. Thật anh? Em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Này, anh ấy khỏi bệnh rồi đấy. Chờ gì nữa mà không biết anh thành người. Không. Em cảm ơn anh nha. Em yêu anh biết lắm. Đây. Hay. Viết đi, thật to rõ đàng hoàng vào. Nick chọn là một người tốt, anh ấy xứng đáng làm người. Sao lâu vậy em? Hình như nói hết mực rồi sao ấy. Không thể nào như vậy được. Ly, em làm gì đi chứ? Ba. Bà đến thăm con. Và bà lấy cái bút này lại. Không ạ, nhưng mà con không phải, con không phải giúp bạn con nữa. Ta không thể giúp được con gì nữa đâu. Anh ấy là người tốt mà. Anh ấy còn phải chăm sóc ông nữa. Bà giúp anh ấy đi.
Ngay từ đầu con đã chọn cây bút này. Bây giờ thì nó đã hết mực. Tôi xin bà đấy, bà giúp anh ấy đi. Ta không thể giúp gì được con nữa đâu. Nếu chúng ta sống tốt thì tất cả những cái gì tốt đẹp đều có thể quay trở lại. Sao giải trí. Đây là cơ hội ngàn năm của cưng. Cưng phải là số 1, phải là number one. Anh thích vai này không? Thích thích chứ. Ừ thích thì anh đóng đi. Kevin. Được rồi, anh đi giùm tôi cái đi. Đi đi. Kevin, mình đi đi, trễ giờ rồi cưng. Con thấy người ta đang rớt đồ hả? Lượm giùm người ta đi. Anh lượm hả? Không lẽ em? Ừ. Chú có sao không? Ở đây con còn ít tiền nè, chú giữ giùm. Coi như con đền cho chú tiền rau đi ha. Ừ.